Kênh sầu riêng miền Tây 88 xin kính chào quý bà con. Thì hôm nay kênh sầu riêng miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật giá sầu riêng. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 2024, gồm với giá sầu riêng Thái và sầu riêng Ri 6. Thì quý cô chú anh chị nào mới vào kênh nhớ đăng ký để nhà và bấm vô quả chuông thông báo để khi kênh sầu riêng miền Tây 88 đăng tải cái giá sầu riêng mới nhất mỗi ngày thì quý cô chú mấy anh chị quý bà con sẽ theo dõi được sự biến động của giá sầu riêng mỗi ngày và từng theo thời điểm. Ví dụ trưa nay nó có giá khác hoặc chiều nay nó có giá khác thì kênh sầu riêng miền Tây 88 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho các bà con và quý cô chú anh chị được theo dõi. Thì cái giá sầu riêng Thái hôm nay, sầu riêng Thái loại nhất là 98.000, sầu riêng Thái loại nhì là 83.000 và sầu riêng Thái loại 3 là 53.000. Và theo cái quy cách loại nhất, loại nhì và loại 3 thì kênh sẽ nói rõ luôn. Thì trái sầu riêng Thái loại nhất là trái từ 2 kg cho đến 5 kg. Từ 2 kg cho đến 5 kg là loại nhất, là trái từ 2 hộp 7. Còn sầu riêng Thái mà theo quy cách loại nhì là trái từ 1,8 kg cho đến 5,5 kg và trái từ 2 hộp 5 trở lên. Và quy cách loại 3 là trái từ 1,4 kg cho đến 4,5 kg. Loại 3 nha cả nhà, là từ 1,4 kg cho đến 4,5 kg là trái từ 2 hộc trở lên. Đối với sầu riêng Ri 6, sầu riêng Ri 6 là loại nhất là 67.000. Và sầu riêng Ri 6 loại nhì là 52.000 và sầu riêng Ri 6 loại 3 là 39.000. Thì theo quy cách á là để đạt loại nhất, loại nhì, loại ba thì Ri 6 trái từ 1,9 kg cho đến 5 kg và từ 2 hộc 7 trở lên. Và theo quy cách loại nhì là từ 1,7 kg cho đến 5,5 kg và trái từ 2 hộc 5 trở lên. Và loại ba là theo quy cách là từ 1,4 kg cho đến 4,5 kg và từ 2 hộc trở lên. Đó là cái giá và cái quy cách lựa nhất nhì ba của sầu riêng Thái và sầu riêng Ri 6. Thì cái giá ở đây là cũng mang tính chất là tham khảo thôi, chứ kênh sầu riêng miền Tây 88 là thấy là mỗi lái, mỗi vựa, mỗi khu vực nó sẽ mua có sự chênh lệch đó. Có chỗ ví dụ sầu riêng Thái nó sẽ mua 98.000, 99.000 hoặc 97.000, 96.000, từ 96 cho đến 100 luôn là sầu riêng Thái đó. Theo sầu riêng miền Tây cảm thấy là cái giá nó có sự chênh lệch, lúc nào cũng có sự chênh lệch giữa vựa này vựa kia, lái này lái kia và khu vực này khu vực kia đó, nó chênh 1-2 lai 2-3 lai luôn. Thì cái vấn đề đó kênh sầu riêng miền Tây cũng nói rõ để quý cô chú và mấy anh chị bà con nhà vườn được hiểu cái vấn đề đó. Và quan trọng quý cô chú anh chị nhà vườn nào có sầu riêng cần bán cứ liên hệ cái số điện thoại mà kênh sầu riêng miền Tây 88 có để ở góc màn hình. Thì kênh sẽ cập nhật thông tin giá sầu riêng mỗi ngày và mỗi thời điểm có sự biến động nào đó, kênh sẽ thông báo cái giá theo thời điểm đó cho tất cả quý cô chú và mấy anh chị nhà vườn được theo dõi. Thì cũng như là kênh sầu riêng Tây 88 hồi nãy nói là ví dụ sáng nay là cái giá như vậy, nhưng mà trưa nay cái giá làm sao đó và chiều cái giá nó có thay đổi thì kênh sẽ tiếp tục cập nhật theo từng thời điểm đó. Và thêm một cái nữa, không chỉ riêng kênh báo cái giá Thái và Ri 6 đâu, quý cô chú anh chị nào cần thông tin của giá sầu riêng bò, sầu riêng trùng bò đó với sầu riêng mông thon Musaking thì cứ nhắn tin thì kênh sẽ biết thông tin gì, kênh sẽ chia sẻ những cái thông tin đó cho nhà vườn mình. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý nhà vườn đã theo dõi kênh.